chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jury, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của Lý Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lý Sài Gòn TV. Chúng tôi có ở trên Facebook và YouTube để quý vị coi lại sau đó. À, chúng tôi có trực tiếp luôn bây giờ ở trên trang nhà của Lido Sài Gòn TV, Lido Sài Gòn TV.com và chúng tôi có ở trên TV bình thường ở miền Nam California là 56.10. rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ tư hôm nay ngày 30 tháng 3 năm 2022. 30 tháng 3 rồi, thoáng một cái đó thì đã hết tháng 3. Như vậy là Thế còn 9 phần, tháng nữa. Tới một phần tư của năm rồi. 9 tháng quá, nữa là tới Tết. <laughs> 9 tháng nữa <được> tới Tết. tết. <laughs> à, thưa quý vị, à, <laughs> chương trình Cà Phê Sáng hồi trước giờ nhưng mà mình quên nói là cái tác dụng của cà phê, <laughs> uống cà phê mỗi ngày. Không biết anh Trường mỗi ngày uống bao nhiêu ly cà phê? Một ngày uống 2 ly hai ly, vậy giống ngọc lan. Ngọc lan cũng mỗi ngày là hai ly cà phê. Người ta nói á, là nếu như á, mỗi ngày á, mình uống 2 đến ba ly cà phê, á, điều đó nó rất là tốt. Không chỉ cho tim mạch nha, ừ. là cái điều như vậy á, mà nó còn kéo dài cái tuổi thọ nữa. Thì đó là cái nghiên cứu mới nhất để cho người người ta thấy cái điều này. Có nghĩa là uống cà phê đó, cái đem lại đó là cho tim trong khi nhiều người hồi đó giờ vẫn sợ rằng là uống cà phê vô đó thì tim nó đập thịt 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 nhiều người không có chịu được à, cho nên là họ hạn chế uống cà phê nhưng mà càng ngày thì nhiều cái nghiên cứu nói rằng cái chuyện mà mình uống cà phê hai ba ly mỗi ngày á thì điều đó nó rất là tốt người ta làm cái nghiên cứu này á trên khoảng chừng là 400.000 người mà theo dõi suốt trong 10 năm để thấy ra được cái kết quả là như thế nào thì cái mà ngay cả cái chuyện khi mà uống cà phê đó thì cà phê mà có cái chất cà phê phin trong đó đó nó vẫn tốt hơn là nhiều người đó người ta không có chịu được cái cà phê phin cho nên là họ uống cái loại mà đi khắp tức là họ lấy bớt cái chất cà phê phin ra thì những cái cà phê đó nó không có tốt như là mình uống cà phê mà có đầy đủ cái chất cà phê phin ở trong đó à, thì từ cái nghiên cứu này mình mới thấy rằng là ồ cái chuyện uống cà phê là tốt chứ không phải là không dĩ nhiên cái cà phê của mỹ thì mình biết rằng là À, có vẻ nó loãng hơn cái loại cà phê của Việt Nam đúng không cà phê Việt Nam thì nó đậm đặc vô cùng à, cà phê Mỹ thành ra nhiều người mà lúc mà từ Việt Nam rồi qua Mỹ đã uống đi vô mua Starbucks hay là mua những cái cà phê à, coffee bean gì ở đây á uống vô nó ủa sao nó kỳ quá nó rất là nhạt và cũng có lẽ ngọc lan nghĩ chính từ đó đó mà cho nên bây giờ mình thấy nhiều cái máy pha cà phê hiện bây giờ đó nó nó mỗi ngày nó hiện đại hơn có nghĩa là cùng cái máy đó cái lượng cà phê đó nhưng mà nó có thể pha cho mình rất là đậm đặc hoặc là nó sẽ loãng hơn là tùy theo là mình chọn Ừ. giống như là thí dụ như là mình đi ra ngoài uh, ly sandwich để mà ừ. mua một ly cà phê đi yeah. thì có nhiều người khi mà uống một ly cà phê của uh, tiệm mà ly sandwich ấy, thì nói rằng là pha ngọt quá có nhiều người thì nói là tôi thích lại thích cái pha cái kiểu ừ. như vậy à, tức là tùy khẩu vị của tùy mỗi người vị. đó yeah. cái thì giống như là khi mà mình vào uh, một cái uh, hệ thống cà phê lớn của Mỹ đi, thí như như là Coffee Bean hay là Starbucks mình mua một ly cà phê đó, mà nếu quý vị muốn uống cái kiểu mà nó đậm đậm như là cà phê phin Việt Nam thì mình phải kêu cái espresso ừ. mà cái loại 3-4 shot ừ. thì lúc đó uống nó mới đã đó <laughs> dạ, double hay là triple shot đó mà. đúng rồi ừ. à, nói về việc uống cà phê buổi sáng đó thì cái những những cái nghiên cứu của người ta đó các nhà khoa học đó thì họ nói lúc thì họ nói rằng là uống cà phê cũng có thể gây ra bệnh tim mạch rồi sau đó người ta làm những cái khám phá mới thì người ta lại nói ngược lại là uống cà phê một hoặc hai ly một ngày thì cải thiện sức khỏe cho tim mạch đó nhưng mà cái gì cũng vậy chúng ta đừng có lạm dụng quá hay là uống nhiều quá thì dĩ nhiên rồi chín chín giờ tối trước khi đi ngủ mà uống một ly cà phê thì không thể nào mà ngủ được mà không ngủ được thì chúng ta sẽ thấy sức khỏe của chúng ta nó sẽ bị giảm xuống là tại vì chúng ta không ngủ được cái cơ thể chúng ta nó sẽ không có hoạt động rất là bình thường đó cho nên uh, uống cái gì thì cũng vừa phải thôi dạ yeah, nhưng người nhiều người thì nói là uống cà phê là để cho tỉnh ngủ ừ. nhưng mà nói là cà phê nó có chất gây nghiện không là có nha ví dụ như những người nào đã đều đặt uống mỗi sáng mỗi sáng cho nó tỉnh táo tinh thần đó nhưng mà thử một ngày mà không uống tự dưng sẽ thấy cái người mình nó lờ đờ lờ đờ ra đúng không nó chết chưa quên uống cà phê À, rồi có người đó thí dụ bắt đầu sau buổi trưa trở đi đến chiều tối nếu như họ uống cà phê đó là họ sẽ bị như anh trường nói là bị mất ngủ hay là uống trà cũng như vậy nhưng mà có người đến chiều tối uống cà phê rồi vẫn đi ngủ ngon lành có nghĩa là họ không có bị những cái ảnh hưởng của cái chất cà phê phin như thế à, nhưng mà có cái ra là lạ nha nước ngọt coca cola ừ. thì cũng có chất cà phê ở trong đó ừ nhưng mà tại sao uống một ly coca cola vừa rồi Đã thì lên giường ngủ ngon lành không có bị tỉnh ngủ như là uống cà phê đâu nhiều người cũng bị uh, cảm thấy là gì hyper, hả? hyper. <laughs> thì, uh, khi mà khi mà uống uh, cà phê uh, uống uống uh, coca cola à. uống nước ngọt vào buổi tối thì đó là uh, cái tác dụng của uống cà phê cũng như là cà phê sáng mỗi ngày là phải có <laughs> nhưng mà ngày hôm nay thì có một cái nghiên cứu thì họ cho biết rằng là nếu buổi sáng chúng ta thức dậy cái điều đầu tiên chúng ta làm đầu tiên nha là uống một ly nước ấm thì uống một ly nước ấm có pha một vài giọt chanh hương bưởi thơm hay là gì đó dâu thì cái ly nước ấm đó nó giúp giải độc cơ thể rất là tốt nếu mà chúng ta uống một ly nước chanh có pha thêm một chút xíu gừng vào đó nó hay là mình gừng sách sợi đó rồi mình bỏ vào trong đó cho nó thơm đó thì uống một ly nước ấm có gừng hoặc có chanh thì giúp cải thiện sức khỏe rất là tốt tại vì nó sẽ thải những chất độc trong đêm hôm qua trong người của mình ra đồng thời nó làm cho tỉnh táo nè làm cho da dẻ hồng hào và làm cho cái cái cái, cái cái hệ miễn dịch của mình nó bắt đầu nó hoạt động trong một ngày nó tốt hơn cho nên thay vì là trước khi ra khỏi nhà mình làm một ly cà phê thì thức dậy mình làm một ly nước ấm trước rồi Gia sau người đó người ta nói ừ. cái điều đó cũng rất là tốt à, tức là à, thay vì uống cà phê ừ. thì nhiều người họ không uống họ uống nước hồi trước đó, nhiều người chỉ uống nước ấm thôi nhưng mà sau người ta nói là như anh trường nói cái ly nước đó có người thì cho thêm chanh hay thêm mật ong vô thì họ uống cái đó đó nó giống nó thanh lọc cơ thể buổi sáng nó làm cho mọi người nó cảm thấy là tốt hơn thì đó tùy theo cái cơ thể mỗi người mình cảm thấy cái điều gì làm cho buổi sáng mà tinh thần mình nó sảng khoái thì mình đều có áp dụng miễn là buổi sáng đừng có uống rượu là được rồi. <laughs> OK um, cũng liên quan đến uh, cái tin mà từ hôm Oscar hôm chủ nhật đến bây giờ nó vẫn chưa hạ nhiệt sau cái cái tác của Will Smith thì uh, một cái phản ứng ngược đó là cái người diễn viên hài đó Chris Rock người bị tát đó từ hôm thứ hai đến bây giờ thì những cái vé mà chương trình mà anh tham gia đó nó tăng lên bắt đầu người ta đổ xô người ta mua vé đó quá trời ờ, mà không chỉ nha cái vé bán nhiều hơn mà người ta nói đó cái vé bán trong một ngày mà nó gom lại bằng vé cả tháng các cái show của anh Chris Rock này thì nó mà không chỉ là cái số lượng vé người ta tranh mua nhiều hơn mà ngay cả cái giá tiền á nó cũng tăng lên. Nói rằng là uh, anh này có những cái buổi biểu diễn ở Boston vào ngày hôm nay nè, 30, ngày 31 rồi ngày 1 tháng 4. Thì ngay trước cái lễ Oscar đó thì cái giá vé cho một cái show ở đây á là nó chỉ có 46 đô la mà thôi. Cái giá tiền như thế. Ừ. Nhưng mà bắt đầu từ hôm thứ hai thì bây giờ người ta lên người ta coi đó để mua coi cái buổi biểu diễn tối nay rồi ngày mai, ngày ngày mốt ai mà chưa mua vé thì bây giờ mua đó nó dao động từ 317 đô la cho đến 797 đô la một vé. Wow. Có nghĩa là không chỉ nó tăng lên số lượng mà nó còn tăng lên cả cái 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 giá của cái vé đó nữa. Thì người ta nói là có thể là Uh, sau cái sự việc mà nó diễn ra xảy ra ở ngay uh, sân khấu oscar đó sau cái tác đó thì người ta muốn đến xem coi rằng là cái uh, giống như là có thể là vừa là để uh, thể hiện cái sự ủng hộ uh, anh này đã thể hiện một cái sự rất là điềm tĩnh có nghĩa là không hề cái chuyện mà đưa tay lên vuốt cái mặt mình sau khi bị tác hoặc là một cái nhíu mài cái nhăn mặt nhưng mà chỉ nhìn kỹ thấy là cái ánh mắt của anh đó là là sửng sốt thì người ta muốn xem coi là cái biểu hiện của anh sau đó thì ở trên các cái sân khấu trong các show của anh đó thì nó có cái gì nó khác lạ hay không rồi nó nhiều thứ lắm cho nên rằng là tất cả những cái chương trình mà của anh, các cái show của anh từ đây cho đến cuối năm mà cuối năm á là vào cái cái giống như một cái đợt người ta gọi như đi biểu diễn vòng quanh vậy đó, nó kết thúc là vào tháng 11 lại cũng ngay cái rạp hát mà hôm bữa đã diễn ra Oscar. Đó thì đó là một cái sự việc liên quan đến cái cứu tác của Will Smith nhưng mà riêng với Will Smith thì những người mà luật sư người ta nói gì về cái đó anh có sẽ bị ảnh hưởng cái gì thì xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại.